Vừa qua tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dù hội nghị có ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương. Năm 2018, hoạt động của ngành công thương đã gặt hái nhiều thành công. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm trước, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 244,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8%. Kết quả trên có đóng góp không nhỏ của các cấp công đoàn. Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chăm lo lợi ích đoàn viên xây dựng, củng cố mới quan hệ gắn bó giữa đoàn viên và tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nội dung liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động. Thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn Công thương Việt Nam phát động, năm 2018 đã có trên 25.500 sáng kiến, làm lợi gần 2.600 tỷ đồng. 160 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Công đoàn Công thương Việt Nam đã gắn biển 5 công trình chào mừng đại hội lần thứ 3 Công đoàn Công thương Việt Nam với tổng số tiền trên 472 tỷ đồng. Năm 2019 tiếp tục chủ đề vì lợi ích đoàn viên công đoàn, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, công đoàn công thương Việt Nam tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm của toàn ngành công thương.